Tôi xin kính chào tất cả các chị và các bạn đang theo dõi kênh xe cũ miền Nam Kia Morning 2019. Huy sẽ quay sơ bộ cho anh chị nắm về sản phẩm này. Với một cái mức giá chỉ có 305 triệu, số tự động, xe mới đi được có 29.000 cây số, thì đây là một trong những cái sản phẩm mà phù hợp với cái túi tiền của hầu hết các gia đình mình lựa chọn. Thì mình sẽ đi một vòng quanh xe để mình xem về sản phẩm. Thiết kế đầu xe của Kia Morning với một dáng vẻ nó có một cái gì nó toát lên sự nhã nhặn và điềm tĩnh của chiếc xe đó. Và mọi chi tiết thì anh chị thấy còn rất là mới và đẹp. Mâm dạng khoai nha các chị nha. Đó, vỏ còn rất là dài và chắc chắn rồi, vỏ còn nguyên bản theo xe. Nó khe hở giữa các chi tiết. Đây, khe hở giữa các chi tiết anh chị thấy ha. Xe này nhỏ nhắn xinh xắn, gia đình mình sử dụng. Nhưng mà ngồi bên trong khá là rộng rãi nha các chị nha, không chặt tí nào cả. Xe này di chuyển trên thành phố với tay lái trợ lực điện khá là nhẹ nhàng, và khả năng tăng tốc cũng như là về cái độ tiết kiệm nhiên liệu thì Kia Morning được đánh giá rất là tốt. Đây, phần vỏ sau bên tài của anh chị. Xe thì anh chị yên tâm nha, vẫn còn bảo hành hãng và bên Huy đã kiểm tra kỹ lưỡng về tình trạng xe rồi, cho nên anh chị hoàn toàn yên tâm. Và đây là cái thông số tiêu hao nhiên liệu để anh chị mình nắm. Nếu như mà chạy trên đường trong đô thị thì là 7.3, còn ngoài đô thị chỉ 5.14 thôi các anh chị, còn kết hợp là 5.94 anten. Đó, gầm dúng. Huy sẽ quay cho anh chị để anh chị xem. Đó, mọi thứ rất là mới luôn các anh chị. Thì anh chị mua những cái sản phẩm này về, thì những cái sản phẩm như thế này thì anh chị biết rồi, gia đình mình đi sử dụng trong nội thành thành phố. Xe này biển số thành phố nữa, cho nên anh chị sẽ tiết kiệm được 20 triệu phần phí biển số để mình đầu tư một chiếc xe mới hoặc là một chiếc xe cao tiền hơn. Thì nó sẽ đi đôi với vấn đề là chi phí bảo trì bảo dưỡng, cũng như là cái độ rớt giá hàng năm của nó sẽ cao hơn so với việc mình mua những chiếc xe lướt như thế này. Những cái chiếc xe mà giá thành vừa phải thì anh chị sẽ đỡ bị rớt giá, cũng như là chi phí bảo trì bảo dưỡng đối với những sản phẩm này khá là rẻ. Ngoại thất thì màu đỏ khá là đẹp đối với cái phái nữ các anh chị. Thì anh chị nào quan tâm đến sản phẩm này thì liên hệ để Huy tư vấn rõ hơn. Và sau đây thì Huy mời các anh chị cùng Huy mình đi xem chi tiết phần nội thất bên trong để mình đánh giá về chất lượng của sản phẩm cho các anh chị. Đây các anh chị, mình sẽ đi xem phần nội thất bên trong. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ quan sát cái không gian nội thất. Đây, ở trên trần thì chủ xe đã bọc ni lông trần rồi. Đây là dãy ghế sau. Đó, được bọc da phối màu đen cũng như là về những cái đường chỉ màu đỏ này. Rất là đẹp và rộng rãi nha các anh chị. Đây, đó, vị trí này để đồ cũng tương đối là ổn. Kia Morning. Kia thì cũng chăm chút cho cái ngoại hình rất là tốt, cũng như là về cái thiết kế kiểu dáng đi vào cái mong muốn là trẻ trung, năng động và lịch lãm, thì Kia làm nên những cái thế mạnh của mình về cái phần thiết kế. Đây, mọi thứ thì anh chị nhìn ha, còn rất là mới. Đó, xem nhỏ nhắn xinh xắn, khá là rộng rãi nha. Huy ngồi cho anh chị xem, không chật chội tí nào đâu. Đó, anh chị thấy ha, còn khá là rộng. Và đây là không gian ở phía trước. Đó, hệ thống điều hòa, vô lăng, đó, mọi thứ, hộp số tự động, ghế. Đó, ở trên trần thì anh chị thấy những cái tấm che nắng này, chủ xe vẫn còn để cái bọc ni lông luôn anh chị. Rồi, tiếp theo mình lên phía trước để mình xem, mình ngồi co thử là nó có thoải mái hay không.
tắp bi cửa mọi thứ là ổn hết các anh chị nha. Này anh chị, ok, với những chi tiết bậc da như thế này thì anh chị sẽ thấy được mọi thứ khá là ổn. Ok, những cái miếng keo này chủ xe vẫn còn dán lại luôn các anh chị cho nó đỡ dơ. Thì sơ bộ về sản phẩm này, nói chung đây là một cái mẫu xe cũng phục vụ cho các anh chị đang có nhu cầu mua xe chở con đi học, hoặc là mình đi siêu thị, mình chạy trong gia đình, trong khu vực nội thành, thành phố thì sẽ rất thoải mái và khá là sướng, che mưa che nắng. Với một mức giá chỉ có 305 triệu thì Kia là một trong những cái sản phẩm mà được khách hàng lựa chọn rất là nhiều. Động cơ hộp số thì anh chị yên tâm nha. Sản phẩm chỉ có 305 triệu thôi. Anh chị nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ để Huy tư vấn rõ hơn cho anh chị nha. Và Huy xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các chị đã dành thời gian theo dõi video. Huy xin chào và hẹn gặp lại các chị trong những video tiếp theo ạ.